Nắng nóng gay gắt kéo dài liên miên trên khắp các tỉnh thành, đặc biệt là ở Hà Nội, những ngày nay được xem như là một chảo lửa. Nắng nóng kéo dài đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, khiến cho cuộc sống trở nên ngột ngạt hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật nhất trong thời gian qua trên khắp các trang mạng ở Việt Nam. Những hình ảnh đại loại như là ai là người tìm ra máy điều hòa hay thầm cảm ơn người đã tạo ra máy điều hòa được cư dân mạng sáng tạo khá là hài hước, nhưng cũng không kém phần thực tế, thu hút sự quan tâm đáng kể của dân mạng. Vậy thì ai là cha đẻ của chiếc máy điều hòa thần thánh ngày nay? Hãy cùng Vân quay ngược về quá khứ để tìm lời giải đáp nhé! Từ thời La Mã cổ đại, con người đã biết cách lắp đặt hệ thống ống nước bao quanh tường nhà để tận dụng hơi nước làm mát không khí vào thời điểm nóng bức. Tại Trung Quốc thì từ thời Hán, quạt máy bằng tay đã được chế tạo để làm mát không khí nhờ vào nhà phát minh Đinh Hoảng. Cũng có rất nhiều nghiên cứu trước đó được xem như là một nền tảng cho sự ra đời của cỗ máy có khả năng điều hòa không khí. Nhiều người cũng chú ý đến phát hiện của nhà phát minh John Henley về mối liên hệ giữa sự bay hơi của chất lỏng và quá trình làm lạnh không khí, hay là việc phát hiện ra khả năng làm lạnh không khí thông qua việc nén và hóa lỏng khí amoniac của nhà hóa học Michael Faraday. Tuy nhiên thì công cuộc tạo ra máy điều hòa không khí cũng lắm gian truân và đầy rẫy những thất bại. Vào năm 1842 thì bác sĩ người Scotland John Jury đã dùng kỹ thuật nén khí nhằm tạo ra băng để làm mát các bệnh nhân trong bệnh viện tại Florida. Từ thành công đó, ông hy vọng sẽ tạo ra được một cỗ máy tạo băng để làm mát cho cả một tòa nhà. Thậm chí ông còn hình dung ra được cỗ máy có thể làm mát không khí cho cả một thành phố. Mặc dù ý tưởng táo bạo trên chưa được triển khai, nhưng mà Jury vẫn được trao bằng sáng chế cho cỗ máy tạo ra băng. Biến cố xảy ra khi người ủng hộ dự án làm mát của Jury qua đời. Ông không thể có được số tiền viện trợ để tiến hành cho việc chế tạo. Ngay sau đó thì Jury đã chịu sự phản đối từ các nhà sáng chế đương thời. Cuối cùng thì Jury qua đời trong nghèo đói vào năm 1855 và ý tưởng về một chiếc máy làm mát không khí đã bị mờ nhạt trong suốt nhiều năm sau đó. Và rồi, sau 47 năm, cỗ máy điều hòa không khí đầu tiên đã xuất hiện với những nghiên cứu và chế tạo của nhà phát minh Willis Carrier. Mọi người nên cảm ơn tất cả những nhà phát minh và đặc biệt là Willis Carrier vì ông đã mang đến những giải pháp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn đáng kể. Willis Havilland Carrier, thường gọi là Willis Carrier, sinh vào ngày 26 tháng 11 năm 1875 tại Angola, New York, Hoa Kỳ. Ngay từ nhỏ thì Carrier đã là một cậu bé thông minh sáng dạ, có niềm đam mê với toán học, luôn tìm tòi và học hỏi mỗi khi có cơ hội. Willis Carrier còn thừa hưởng lòng yêu thích với công việc hàn vá, sửa chữa vật dụng như là đồng hồ cũ, máy khâu hay các đồ dùng gia dụng từ chính người mẹ của mình. Năm 1895, Carrier vinh dự nhận được học bổng theo học tại trường Đại học Cornell và tốt nghiệp vào năm 1901 với học vị kỹ sư cơ khí. Sau khi tốt nghiệp, Willis Carrier làm việc tại một công ty chuyên về thiết bị nhiệt có tên là Buffalo Ford. Từ đây, ông bắt đầu gắn bó với những nghiên cứu có liên quan đến nhiệt độ. Những nghiên cứu đầu tiên của Willis Carrier không chỉ giúp cho công ty chủ quản tiết kiệm được hơn 40.000 USD mỗi năm, mà đó còn là tiền đề để ông phát minh ra chiếc máy điều hòa nhiệt độ sau này. Tại Buffalo thì Carrier đã có được cơ hội nghiên cứu và thử nghiệm với chiếc máy điều hòa không khí. Đây được xem là một cách để giải quyết vấn đề về ứng dụng cho công ty in ấn và xuất bản Sackett Wilhelm ở Brooklyn, New York. Lúc này thì Carrier chỉ đơn giản là tạo ra một thiết bị nhằm cải thiện được việc kiểm soát quá trình sản xuất trong nhà máy in. Tuy nhiên, phát minh của ông không chỉ kiểm soát được nhiệt độ mà nó còn bất ngờ kiểm soát được độ ẩm trong không khí. Từ kết quả ban đầu trên, vào năm 1902, chiếc máy điều hòa đầu tiên được chế tạo bởi Willis Carrier đã ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nghiên cứu của vị kỹ sư tài giỏi này. Ban đầu, cỗ máy điều hòa của Willis Carrier còn khá là cồng kềnh, chỉ để làm mát phòng và giữ không khí ẩm trong nhà máy in. Hệ thống bao gồm hai ống dẫn chính, một ống để làm lạnh không khí và một ống để cung cấp không khí chứa hơi ẩm. Nhờ đó mà hệ thống có thể kiểm soát được độ ẩm ở mức 55% bên trong khối không khí đã được làm lạnh. Với quyết tâm không ngừng thì Willis Carrier vẫn tiếp tục cải thiện hệ thống làm mát và hoàn thiện hơn phát minh của chính mình. Năm 1914, máy điều hòa nhiệt độ đã trở thành sản phẩm gia dụng đầu tiên tại nhà riêng của một con bạc khét tiếng tại Mỹ. Cỗ máy điều hòa gia dụng lúc bấy giờ có chiều cao là 2,1m, chiều rộng 1,8m và chiều dài gần 7m. Dù chưa hề được sử dụng vì không có ai sống trong căn nhà đó, nhưng mà hàng năm chủ nhà vẫn phải bỏ ra hơn 60.000 USD chỉ để bảo trì. Từ năm 1917 đến năm 1930, thì máy điều hòa nhiệt độ của Willis Carrier bắt đầu trở thành công cụ câu khách tại các rạp phim trên khắp nước Mỹ. Các thế hệ máy điều hòa tiếp theo cũng được Carrier cải tiến để giảm tối đa kích thước làm máy nhỏ gọn hơn. Sự cải tiến này cho phép máy điều hòa được lắp đặt tại nhiều nơi hơn như là cửa hàng bách hóa, cao ốc văn phòng,
toa tàu hỏa hay là những ngôi nhà nhỏ. Từ đó máy điều hòa bắt đầu trở nên bình dân và tiện dụng hơn, không còn là một thứ đồ xa xỉ chỉ có tầng lớp thượng lưu hay là công sở mới sử dụng như trước đó. Chính vì điều đó, công ty Carrier với thương hiệu Unitis Technology của nhà phát minh vĩ đại Willis Carrier đã thu về lượng doanh thu đáng kể trên thị trường máy điều hòa tại Mỹ vào những năm 50. Qua thời gian, cùng với sự phát triển của công nghệ, máy điều hòa tiếp tục được cải tiến về kích thước cũng như là hiệu suất làm lạnh, đặc biệt là sử dụng phương pháp làm lạnh mới thân thiện với môi trường như là làm lạnh lai, làm lạnh qua từ tính và gần đây nhất là công nghệ làm lạnh inverter giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Để có được chiếc máy điều hòa tiên tiến như hiện nay, chúng ta cũng nên gửi một lời cảm ơn đến Willis Carrier, một nhà phát minh vĩ đại đã dành cả tâm huyết không chỉ cho niềm đam mê sáng tạo của riêng ông mà còn góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của công nghệ máy điều hòa ở hiện tại và tương lai.